ấy cái cục phù nè và cái dương vai chỉ mình đăng thế và phải chạy cái thế ấy để qua thử đã phù máu hơi là cái nào đôi sai nhé bọn chừng đừng châu hàng không bằng tay muốn châu nhom chập ở đó mình tha ấy phô chỉ than ấy đam phô chứ và con món ní tặng off và mà ăn xôm đấy tặng off đang sập tặng off mà chung bên tặng off hai đang à lơ ní tặng off đang cứ buồn nói cái sự buồn bốn bốn rồi cái số bốn bốn nhóm chập ở rộng thằng tha bóng bàn vô sum còng mòn đấy mà ta ở với đại bóng chập ở rộng hay vô sum đi vô mà thôi rụp hiệp thông mỏng với chân chi ấy kì vậy tổng nốc chặt chiến một kì lấy tập quan và chạy cà phê trong cày nó mà chun đau bi rất vay sờ bà tặng ngọc nên nơi khang khỏi nhóm này cứ chia xôm cọng mòn đỏ thông muối đại bông pro mà nẹt ní bà chia nẹt đại bùi bao nơi không ca co sang anh ấy láng cứ xem đẹp op o châu chân nằm khăm ai phong đại hay ní cứ chia tì tăng ní nơi nào đấy bông nơi trăm nè nơi khai sim riệp phụ chỉ nền than có chung một lồng ong bà xuân lồng ong ní cứ nơi xuân lồng ong hay miền phụ chỉ nền than môi nơi tino bà thầy tặng học này châu máu về rôm nơi cái này ní thom chuyện mình tên bà thầy trong số bọn tha đi sum cong mon ní tặng học và mà anh sum đấy tặng học đang sập tặng học thì mà chung bên tặng học hai đang à lơ ní tặng học đang cứ buồn nói cái sum buồn buồn nói cái sum buồn bà sum chừng bà ní cứ chưa chung luôn môi đào trào anh thầy thì tiếc nhung non tặng học này từ châu mơ hàng không nóng bà tặng học này khơi về rôm nơi tí ní bọn pro hay chung môi nâng sai và sự thiệt cứ quật trong này về chợ nó không cả riệp chạm bạn về rôm cất ní cất nút bạn về rôm mà thưa ăn chơi chạm bạn với để thật nơi cầu cầm rộn mùi nè cầm rộn nắng dương từ bốn nắng dương miền ai đi chụp mùi khỉ và tạm nói tiếp dương bạn trong cầu nắng dương thành bài chợ thay dương thời vừa vậy mùi ai play chẳng hết hơi nằm mùi nhóm quỳnh nhẹ nhóm nắng đôi thay quát và cài hàng thì sàn cài chẳng chập chồ là bọc mai qua thua tách mai chứ đâu bây giờ mới bị ô qua chẳng nó còn chỗ tách mai cho mà thua chỉ là sờ răng tách chà chà là bây nhóm nắng có nhóm nắng và cài hàng đam chử chẳng pin nhẹ vào nhóm nắng ban chỉ bắt chỗ cái idea nó về tranh gì được riêng xuân làm bao này làng bạn hay nhóm chập ở rộng thoảng tha bốn ban vô đi xung cong mòn đấy mà bạn hay nhóm chưa tha bọn chùm nón cáo ý bà chia sẻ mấy bà hay chia nè khá lạc mình score lì bà chia sẻ nè phân bánh đăng thả ở đây bà chia thư tư dương phổ bạc nâng rô ná ta với đại bọn chạp ở rõm hay vô xung ní vô mà thơ chia lạc cả nạ anh ấy bờ rụp hiệp thông bóng với chân chi ấy kê bình bọn vậy luôn tới anh ấy là việc đôi bởi dân mơ một phát tức bởi mơ một phát tức đôi chia là việc nè khá lạc có tha đôi chờ rền mơ tới đôi chờ rền hay nè khai tới con tình gì đúng mà vậy là con mơ khơi con ao gì nị dùng lấy luôn anh chứ cái nó vận tay bởi nè bởi dân mơ tới biết đôi trời mền dân chặt chuột nên đôi chiều vì miền trời thì chắc có đôi chia mà nó hoàn thiện việc này chứ vì miền này chứ cái nó đừng ngại hay nam mối à tại tôi mới sung sung trong món nó lại sang trẻ à lời nắng phép trẻ nó cứ qua vô thật thôi tí đây mà nếu mà chỉ muốn con vô nắng nhưng mà chỉ nay thôi chỉ khương sừng hạ dân khương decoration được không che quạt mình nó phô trình tham mà chỉ muốn nó cứ qua vô nắng cho tới thôi chia ở đại thì liệt đôi chia phlư vậy nhé thôi chỉ đặt phlư vậy đôi đôi khơi này không nên chẳng khơi nhạc này lại là tới dân vô mà này vì mà thôi chỉ đặt thôi chỉ phlư vậy chẳng còn tay đặt bên chẳng tới dân còn miên cầm đất muốn thay đổi nắng dùng mà đặt tới còn ban chu nè bạn anh ấy đã xa về luôn về phải cho bón cà phê muốn sọc dân cứ dân prao cho anh chia sẻ được tiêu chuẩn là bạn bạn chẳng đặt về vô mà đặt nông phụ chỉ than tới về luôn cứ nhẹ ti cón cứ ai rụng lực ở vây đây chỉ tay tất cả nên ngày hai năm mới bị giang tức là con ai cứ tha ơi dân vô là bỏ hay để khai dân miền chẳng vô mà này đất mình tha khai dân miền này khai dân miền là bỏ cho nên ai vô mà này đất đó nào vô mà thua xin xin đôi chưa bởi dân ta khơi phụ gì thì thằng khác còn vô chung các còn vô cả che vô cả chè vô ấy chẳng vô mà thua gì này đất chẳng chỉ phải xếp chuẩn bỏ thế nắng đại qua mà luôn là sọc mai còn khơi nhà là bỏ nắng còn vô mà này đất mình chẳng về nắng dân cứ tha còn thua ban dân còn vô mà này mỗi miền chẳng vấn đề này phải dân mơ khơi dương sờ lạnh vía dương vía cả lang trên hưởng thì mua chứ nó cả lang nhom ở đôi chị cả trong năm thì còn là phải pí ní nhom miền tinh cả ngàn hai nhom có ban được tới nhà nó vô mà mặc trong cả ngàn ngày hai có bị chập ở đó tại bụi nhom cho chết ở vậy play cho hơi dương vô là bỏ được mai dương miền cho một này ở vậy mùi chẳng hết á tỏ cái này ban mà lên xem việc complete màu xuân lồng ong ní nhom chưa tha cái này dương đại trong ban cùng được play
cụm nít đại quát hay chỉ mùi nâng sai sư thiê bà đại chỉ trung phơi hay chỉ mà cha làm on phong đái bà dễ luôn cái quát ắt chết nơi sinh nghiệm ấy bà dễ luôn thơ ni thơ nốt lâu bà chân ni cứ chưa cụm nít tham ấy đại quát ban tầng pi nhẹ ban luôn khnề thơ hay tì tiết dương nâng châu hàng canh nông mình chỗ nhom chập ở rắm tha, ấy pochini than ấy đam po chứ, bà, tại sao ấy dân lý mình men tham miên tại này, còn ta dân suôn, chỉ chấm ca mui chứ, dân miên đam mình men miên tại po nó dân miên đam po miên trop miên tơ sa miên miên sợi đai miên ấy chứ, bà, đam bay tham mầm pin mà trái từ cua này nó cứ cô lực thấy nó cứ dân cho mầm pin tầm rời ca nó không pochini than phải dân chứ, như đại con chơi mà đào tin ấy cứ quạt nhầm lại sọt sọt tạm đường hay. Vì thà dương admin certificate thà chỉ ở gần này cái phần tay dương admin phở kimi đam bay mà phở việt tiền chẳng bạn đấy thà đại cổ phong đam nơi chung với nấng cứ đam sớm đẹp màu quay chân đi than nơi lùm on đam màu đam màu ngày bà ngày vậy luôn tới mỗi thiết thông đi đầm đời ca phở nơi lùm on nấng cứ dương vô mà pì pì suôn phải dương ngày pì suôn bà ngày bà ở con bọn ở lời nấng tỏ châu mờ hàng con tình mới miền ấy bị xét hay về chỗ mà đó bọn ai chỗ mà khang đấy nhưng chập ở rầm xây cái cục phồng phu này và khi dùng vài chìm đăng thế và phải chạy cái thế ấy đây qua thử đã phu máu hơi là cả nhà đôi sai nhé bọn đây xa này cứ chia đây xa này nắng đây xa ở tắc nắng phu nắng về tim muối cái đại tôn chìm muối nắng về được nước nông green house mà chìm muối nắng cứ bên là sọc kê bính cái đam đam chơi được cái đam lại nắng cái đam nước nông green house nắng cái prà nắng đam bay chui chuối thơm mấy ai đam chơi để có đam nướng miên miên sầm nai đam bay với bọc đọc bàn lò nương ngày bàn nương ngày anh ấy đời xa mệt tết bóng tha bóng châu chật thòm chiết ba không châu chật thòm chiết mình tết hay phía chén bờ khơi nước non suối ấy bờ cỏ lăng sờ lăng mơ mao tới hai chỉ 80 phía rồi này lục chiết tụi nó cái hai lục chiết cầm rò đại việt chiết trendy mui nơi lục phục lục đại việt chiết chôn mà chật nuốt đại nẹt lơ nơi ở róc mà chật nuốt nó cứ qua châu tới nước non vị say rẻ phèn đồng phèn mình tết hay tông chỉ muốn là rep plan industry nó chia cái hai tờ rep plan cứ chia industry mỗi đại tâm về pop lang máu cái hai bị million đô la business mấy thằng mày đang chăng viêm miên phải cam mình tên bà chăng tỏ nhiều châu máu khơi bóng quạt đạn nhiều rum rục chia trào là tình ní hay quạt đạn lẽ khả năng đi tranh pu bà sai hay tranh chấm hai lẽ chấm hai máu cứ châu máu tình ní anh ấy về tới chè bà châu chân ní bà dương đang là cái đại mệt tên đấy bà còn đại màu ní cứ miên sầm nở sầm mây tờ rục cái chết coi hiện sao bà ấy ní chỉ tới tập hiệp anh ấy tập hiệp bóng thôi hao chẳng tới miệt rầm mày gì luôn tới nhom miên cây sầm mây bị đau máu thay nhom chẳng thua vậy mũi là việc thà khang đi xa như vậy mũi đã bị tranh máu việc tropic cái hai ở vậy từng anh ấy chương gì luôn mà thua tranh máu bị đông chương thèm đón á hai ở đi xa tranh máu phần ở thằng ní cứ vì thua nhom vậy đó mà ngày nó cứ nhom sợ bài cho tập lâm láng nhom bao nay láng cứ đang làm đoạt lại thôi cài đoạt lại nên cứ quay thôi cài tại mà tại sao tim muối cứ vía người đúng tay sập hiệp chung bình việc đôi chia ở bờ dân vậy tới ai đi vào dân thì bốn kia nó cứ thôi cho mấy tranh màu đôi chia phải dầm mà sồn mòn ai đi vào dân nó bị tranh màu ở lớn nó bị tranh màu hơi đôi chia cầm ba đôi nhom vậy trong phim môn thì bộ má nhưng cầm ba nhà rẻ plan phải nhom nắng rồi cái chia cầm rò nắng chôm mà chia ra bực bơ rồi mới không lấy thằng on nó phải chờ nó sang ngày cay sắp kia rồi cứ chia rồi cái chia cầm rò tạm cầm rò bà chân to thì chân ban bạ giả cả play bà chỉ mùi thoa một chia bà thằng on thì về đã màu xỉm hiệp ai màu tiền đi bán bà phơi chân đi than làm óng xuân làm óng bà xuân làm óng hay nơi đấy miền nơi nổ miếng tẹt không ai mùi thơm bà nó có miếng tẹt không ai mùi đài bà nó xuân làm óng bà chân miếng tẹt không ai nơi nổ mùi tiệt bà hay xuân làm óng tì mùi xuân làm óng tì mùi bà hay tò mò miếng tẹt thơm mùi nơi tì núc bà hay nơi đấy cứ miếng lạ cả nè cầm đất chân ai bật đất nên ngày việc tôi chân tay cái lại prey mùi chẳng chân trôi mà anh nhà tòng chẳng á bà cho một lại nó dừng quay nhà mày dừng tới nhà làm bà dừng nơi nông làm bón thuốc bịch mùi bà cho mà được phơi nhà mày sổ nên chẳng á nó nên chẳng nên chẳng trong bàn màu tini môn nhà thằng ngọc ní hay sầm nắng đá về luôn nơi ní tôm thật phơi hào bà tôm phơi hào bà tôm thật phơi hào thui mòn còn đây xem đẹp nhà thằng ngọc ní đây chạp rắm nâng màu xìm riếp hay màu còn lại xuân làm on đời miền cái chọc miền ấy đấy miền cái chọc miền ấy là tăng cây hay miền mà hộp khmai miền mòn đọt miền mòn
ហើយយើងមានជៀមដុតជៀមដុតមួនដុតជៀមមិនអីទៀតបាទយើងពេលយើងដើរចូលមកឃើញហ្មងកន្លែងឃើញមានកន្លែងជៀមតែម្ដងយើងមានដុតជៀមនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកឃើញមិនថាយើងថាអូយយើងអល់ថាអូយខ្ញុំចង់បានជៀមឬក៏ប៉ែដុតឬក៏ជុកដុតអីអញ្ចឹងណាបាទពីខំបីខំឬក៏ក្លាក់គីឡូមួយគីឡូអញ្ចឹងទៅដល់ព្រាមគេក៏ជិះចាំជូនតែម្ដងអញ្ចឹងអាចតកតងបងផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទប៉ុន្តែ
ឬអត់មានកន្លែងទទួលទេបើអាចនឹងអស់កន្លែងអង្គុយដោយសារតាមយើងដឹងគឺមានមនុស្សមកច្រើនសៀមរាបនៅក្នុងឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយត្រូវហើយបាទជាចុងក្រោយបងមានអីផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់អ្នកទស្សនាទេបងបាទចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដែលពួកគាត់ឯងបានអញ្ជើញមកជួយ support នៅកន្លែងនេះរហូតអញ្ចឹងណាហើយក៏ចង់ឲ្យគាត់មកឃើញម្ដងទៀតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើឲ្យតើឲ្យគាត់មក enjoy នៅអ្វីដែលយើងធ្វើចេញពីបេះដូងតែម្ដងណានិយាយរួមអានេះបេះដូងហ្មងធ្វើចេញពីបេះដូងតែម្ដងហើយឃើញហើយស្រឡាញ់យកហ្មងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងកាលមុនយើងថារស់នៅក្នុងក្តីស្រមៃណាឥឡូវខ្ញុំយកអាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើជាការពិតហើយបាទហើយដូចទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលទូវីដេអូបាទពីសាយធាដែលជាស្ថាបនិកលំអងហើយអៃសានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនិយាយរួមគឺគាត់ស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរច្រើនបាទហើយតោះនេះបានមកញ៉ាំហើយបានកំសាន្តនៅអ្វីដែលជាអតីតកាលគឺសុំក្រុងមន់ក្រុងមន់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បងហើយនឹងសាយធាគឺគាត់បានធ្វើឡើងនៅលំអងអញ្ចឹងបើចង់មកនៅចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឬក៏ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរប្រហែលជាបានមានឱកាសច្រើនគឺទីនេះគឺនៅតែបន្តទោះបីជាក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ដោយក៏អាចមកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អីធម្មតាបាទធម្មតាបាទយើងបើក7ថ្ងៃយើងអត់បាត់ទេយើងបើកដល់ថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់ជាអ្នកសម្ភាសផ្ទាល់ហើយបានចុះទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបាទផ្ដិតនៅវីដេអូខ្សែជីវិតគាត់តាក់ទងមួយក្តីសម័យបានហើយខ្ញុំក៏បានមួយរយៈធំនេះគឺបានជួយទៅដល់គ្នាយើងច្រើនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់សិប្បកម្មបានម្ចាស់កសិដ្ឋានបាទចូលរួមជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាច់រឿងដែលអស្ចារ្យរបស់គាត់បានចេញមកក្រៅភ្ញៀវគាត់បានមើលហើយធ្វើឲ្យយីហោរបស់គាត់នឹងល្បីបាទធ្វើឲ្យគាត់លក់ដាច់ច្រើនយើងបាទយើងតោះនេះចង់តាមដានអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីក្តីសម័យជាច្រើនបានដែលកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងច្រើនហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែមានផលិតផលល្អបាទហើយចង់បានទីផ្សារតោះនេះអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើវីដេអូបាទដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមុខបានលឿនហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business